Tác phẩm Truyện Kiều, tác giả Nguyễn Du. Thúy Kiều người con gái tài sắc vẹn toàn, nhưng cuộc đời lại ba chìm bảy nổi chín lênh đênh. Dưới tay của bạc Hạnh bạc bà, Thúy Kiều một lần nữa lại bị bán vào lầu xanh. Nhưng cũng từ đây Thúy Kiều gặp được Từ Hải. Cuộc đời Thúy Kiều đã sang trang mới. Diễn biến câu chuyện thế nào? Mời các bạn nghe phần 10 nhé. Nào ngờ cũng tổ bợm già, bạc bà học với tú bà đồng môn. Thấy nàng mặn phấn tươi son, mừng thầm được mối bán buôn có lời. Hư không đặt để nên lời, nàng đã nhớn nhác rụng rời lắm phen. Mụ càng xua đuổi cho liền, lấy lời hung hiểm ép duyên châu trần. Rằng nàng muôn dặm một thân, lại mang lấy tiếng giữ gần lành xa. Khéo oan gia của phá gia, còn ai dám chứa vào nhà nữa đây. Kíp toan kiếm trốn xe dây, không dưng chưa dễ mà bay đường trời. Nơi gần thì chẳng tiện nơi, nơi xa thì chẳng có người nào xa. Này chàng bạc hạnh cháu nhà, cùng nhau thân tích ruột già chẳng ai. Cửa hàng buôn bán châu thai, thực thà có một đơn sai chẳng hề. Thế nào nàng cũng phải nghe, thành thân rồi sẽ liệu về châu thai. Bấy giờ ai lại biết ai, dầu lòng biển rộng sông dài thênh thênh. Nàng dù quyết chẳng thuận tình, trái lời nẻo trước lụy mình đến sau. Nàng càng ủ mặt mày trao, càng nghe mụ nói càng đau như dần. Nghĩ mình túng đất sẩy chân, thế cùng nàng mới xa gần thở than. Thiếp như con nén lạc đàn, phải cung dày đã sợ làn cây cong. Cùng đường dù tính chữ tòng, biết người biết mặt biết lòng làm sao. Nữa khi muôn một thế nào, bán hùm bốn sói chắc vào lưng đâu. Dù ai lòng có sở cầu, tâm mình xin quyết với nhau một lời. Chứng minh có đất có trời, bây giờ vượt biển xa khơi quản gì. Được lời mụ mới ra đi, mách tin họ bạc tức thì sắm xanh. Một nhà dọn dẹp linh đình, quét sân đặt trác rửa bình thắp nhang. Bạc sinh quỳ xuống vội vàng, quá lời nguyện hết thành hoàng thổ công. Trước sân lòng đã dãi lòng, trong màn làm lễ tơ hồng kết duyên. Thành thân mới rước xuống thuyền, thuận buồm một lá xuôi miền châu thai. Thuyền vừa đỗ bến thảnh thơi, bạc sinh lên trước tìm nơi mọi ngày. Cũng nhà hành viện xưa nay, cũng người bán thịt cũng tay buôn người. Xem người định giá vừa rồi, mỗi hàng một đã xa mười thì buông. Mướn người thuê kiệu rước nàng, bạc đem mặt bạc kiếm đường cho xa. Kiệu hoa đặt trước thềm hoa, bên trong thấy một mụ da vội vàng. Đưa nàng vào lạy ra đường, cũng thần mày trắng cũng phường lầu xanh. Thoạt trông nàng đã biết tình, chim lồng khốn lẽ cất mình bay cao. Chém cha cái số hoa đào, gỡ ra rồi lại buộc vào như chơi. Nghĩ đời mà ngán cho đời, tài tình chi lắm cho trời đất khen. Tiếc thay nước đã đánh phèn, mà cho bùn lại vấy lên mấy lần. Hồng quân với khách hồng quần, đã xoay đến thế còn vần chưa xa. Lỡ từ lạc bước bước ra, cái thân liệu những từ nhà liệu đi. Đầu xanh đã tội tình chi, má hồng đền quá nửa thì chưa thôi. Biết thân chạy chẳng khỏi trời, cũng liều mặt phấn cho rồi ngày xanh. Lần thâu gió mát trăng thanh, bỗng đâu có khách biên đình sang chơi. Dâu hùm hàm én mày ngài, vai năm tấc rộng thân mười thước cao. Đường đường một đấng anh hào, ôn quyền hơn sức lược thao gồm tài.
đội trời đạp đất ở đời, họ từ trên hải của người Việt Đông sang hồ quen thú vẫy vùng, gươm đàn ngửa gánh non sông một trèo. Qua chơi nghe tiếng nàng kiều, tấm lòng nhi nữ cũng siêu anh hùng. Thiếp danh đưa đến lầu hồng, hai bên cùng liếc, hai lòng cùng ưa. Từ rằng tâm phúc tương cờ, phải người trăng gió vật vờ hay sao? Bấy lâu nghe tiếng má đào, mắt xanh chẳng để ai vào có không? Một đời được mấy anh hùng, bỏ chi cá chậu chim lồng mà chơi. Nàng rằng người dạy quá lời, thân này còn dám xem ai làm thường. Chút riêng chọn đá thử vàng, biết đâu mà gửi can tràng vào đâu. Còn như vào trước ra sau, ai cho kén chọn vàng thau tại mình. Từ rằng lời nói hữu tình, khiến người lại nhớ Tô Bình Nguyên Quân. Lại đây xem mặt cho gần, phỏng tin được một vài phần hay không? Thưa rằng lượng cả bao rong, Tấn Dương được thấy mây rồng có phen. Rộng thương cỏ nội hoa hèn, chút thân bèo bọt dám phiền mai sau. Nghe lời vừa ý gật đầu, cười rằng chi kỷ trước sau mấy người. Khen cho con mắt tinh đời, anh hùng ván giữa trần ai mới già. Một lời đã biết đến ta, muôn chung nghìn tứ cũng là có nhau. Hai bên ý hợp tâm đầu, khi thân chẳng lọ là cầu mới thân. Ngỏ lời nói với băng nhân, tiền trăm lại cứ nguyên ngân phát hoàn. Buồng riêng sửa trốn thanh nhàn, đặt giường thất bảo vây màn bác tiên. Trai anh hùng gái thuyền nguyên, phỉ nguyền sánh phượng đẹp xuyên cười rồng. Nửa năm hương lửa đương nồng, trượng phu thoát đã động lòng bốn phương.